Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá trưa ngày 15 tháng 12 của Ghiền bóng đá TV. Hãy cùng Ghiền bóng đá TV điểm qua những tin tức bóng đá đáng chú ý trong buổi sáng hôm nay và những tin tức chuyển nhượng đáng chú ý khác. Đừng quên dành ra một giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Ở trận đấu đêm qua, huấn luyện viên Xavi có 11 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận hòa Osasuna tại vòng 17 La Liga. Đáng chú ý trong thành phần đá chính có sự góp mặt của Dani Alves. Ở trận đấu tri ân huyền thoại Diego Maradona này, Dani Alves đã chơi rất ấn tượng. Tuy nhiên, tuyển thủ Brazil không thể giúp Barcelona giành chiến thắng chung cuộc. Bất phân thắng bại ở trong 90 phút thi đấu chính thức, Barcelona và Boca Juniors phải bước vào loạt sút penalty để giải quyết thắng thua. Trên chấm 11m, Matheus Pereira và Guillem Jiménez là hai cầu thủ đá hỏng ở lứa sút thứ 3 và thứ 4 của Barcelona. Chung cuộc, đội bóng xứ Catalan để thua với tỷ số 2-4. Đây là trận thứ 4 liên tiếp Blaugrana toàn hòa 1 và thua 3 trên mọi mặt trận. Làm khách Man City ở vòng 17 Premier League, Leeds để thua với tỷ số 0-7. 6 cầu thủ ghi bàn cho chủ nhà là Foden, Rees, Dobriner với một cú đúp, Mares, Store và Ake. Như vậy, Leeds trở thành đội bóng để thua với cách biệt lớn nhất Premier League mùa này cùng với Norwich. Ở vòng 9, Norwich cũng thảm bại với tỷ số 0-7 trước Chelsea. Ngoài ra, Leeds còn chạm mốc cực tệ vì trận đại bại ở Etihad dạng sáng nay. Cụ thể, theo Alta, đây là trận thua thảm nhất của đội sân Elland Road trong lịch sử Premier League. Đây cũng là thất bại nặng nề thứ 4 trong lịch sử của Leeds United tại các giải bóng đá chuyên nghiệp của Anh. Về mặt cá nhân, huấn luyện viên Marcelo Bielsa cũng đã chạm mốc đáng thất vọng trong sự nghiệp cầm quân. Đây là lần đầu tiên một đội bóng do ông dẫn dắt ở cấp câu lạc bộ để thủng lưới 7 lần ở một trận đấu. Man City đã giành chiến thắng 7-0 trước Leeds ở vòng 17 giải bóng đá ngoại hạng Anh mùa này. Đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola đã tạo nên cơn mưa bàn thắng, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Ngay trong hiệp 1, đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola đã thể hiện được sự vượt trội khi ghi 3 bàn thắng. Pha lập công của Foden ở phút thứ 8 là bàn thắng thứ 500 của Manchester City tại Premier League dưới thời huấn luyện viên Pep Guardiola. Như vậy, huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã phá vỡ kỷ lục trước đó được thiết lập bởi Jurgen Klopp. Theo thống kê, Pep Guardiola đã vượt qua Klopp để trở thành huấn luyện viên cán mốc 500 bàn nhanh nhất tại Premier League. Ông Pep Guardiola chỉ mất 207 trận để cán cột mốc trên, trong khi đó Jurgen Klopp cần tới 234 trận. Trước đó, kỷ lục trên thuộc về Sir Alex, người cần tới 265 trận để cán mốc 500 bàn tại Premier League với MU. Bayern Munich đã hủy diệt Stuttgart 5-0 ngay tại sân Mercedes-Benz Arena, trong đó có cú hat-trick của Serge Gnabry. Với chiến thắng này, Hùng Xám đã tạm thời gia tăng khoảng cách với Dortmund lên 9 điểm. Lewandowski và Serge Gnabry đã dễ dàng mang về chiến thắng chung cuộc 5 sao cho Bayern Munich. Trong đó, Lewandowski lập cú đúp và Serge Gnabry đã khép lại trận đấu hoàn hảo với hat-trick bàn thắng vào lưới Stuttgart. Chiến thắng ở trận đấu sớm vòng 16 giúp Bayern Munich xây chắc ngôi đầu bảng với 40 điểm, bỏ xa đội xếp thứ 2 là Dortmund với 9 điểm. Ở trận đấu đêm nay, Dortmund sẽ tiếp đón Rutherford tại sân nhà Signal Iduna Park. Các thành viên của AFFS đến từ 150 quốc gia trên toàn thế giới đã cùng tham gia bầu chọn. Huyền thoại Lionel Messi chính thức giành giải cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ 2021 do Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Quốc tế trao tặng. Cũng không quá bất ngờ khi chủ nhân của bóng vàng 2021 đã giành được giải thưởng này. Trước đó, Messi cũng đã có tên trong đội hình tiêu biểu năm nay của Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá quốc tế, cùng Lewandowski và Cristiano Ronaldo. Trong 11 cái tên được chọn, theo tờ Marca Tây Ban Nha, Ronaldo gây ngạc nhiên hơn cả. So với 10 người còn lại, Ronaldo kém thuyết phục nhất về mặt danh hiệu. So với Ronaldo, Messi có cúp nhà vua Tây Ban Nha của Barca. Tiền đạo 34 tuổi sau đó tỏa sáng giúp Argentina vô địch Copa America 2021. Giải đấu Anh đoạt cả hai danh hiệu cá nhân gồm vua phá lưới và cầu thủ hay nhất. Phong độ đỉnh cao ở Copa America cũng góp phần quyết định giúp Messi đoạt quả bóng vàng. Mới đây, danh sách rút gọn 23 ứng viên cho hạng mục đội hình xuất sắc nhất năm FIFA Five Pro World 2021 đã được công bố. Những năm trước, danh sách rút gọn có 55 ứng viên được chọn lựa, nhưng năm nay FIFA đã giảm xuống còn 23 ứng viên để giống với số lượng cầu thủ của một đội bóng ở ngoài đời thực. Từ 23 ứng viên này, một đội hình với một thủ môn, 3 hậu vệ, 3 tiền vệ và 3 tiền đạo sẽ được chọn ra dựa trên số phiếu bầu của các cầu thủ. Đội hình xuất sắc nhất năm của FIFA sẽ được công bố vào tháng sau. 10 cầu thủ Premier League góp mặt trong danh sách rút gọn, nhưng Salah không có mặt. Hai đồng đội của Salah là thủ môn Alisson Becker và hậu vệ Trent Alexander-Arnold đều có tên trong danh sách rút gọn trên. Trong khi đó, hai siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo như thường lệ vẫn có mặt. Bà xã Marzan Nielsen tiết lộ trung vệ Victor Lindelof phải đeo máy theo dõi tim 2 ngày sau sự cố hô hấp ở trận thắng Norwich 1-0 hôm 11 tháng 12. Tôi rất sợ khi xem trận đó và Lindelof cũng rối bời khi rời sân sớm. Hôm qua anh ấy đã trải qua nhiều cuộc xét nghiệm và phải đeo máy theo dõi tim trong 2 ngày để đảm bảo mọi thứ đều ổn. Nation kể trên blog cá nhân hôm 14 tháng 12. Chia sẻ trên trang Horse Racing mới đây, cựu danh thủ Steve McManaman cho rằng Cristiano Ronaldo có thể rời Manchester United để trở lại Real Madrid vào năm 2023. Cụ thể, McManaman cho hay, việc Cristiano Ronaldo trở lại Real Madrid không phải là không thể. Không có gì là không thể khi bạn nói về Real Madrid. Cristiano có thể quay trở lại đó, nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ còn một mùa giải nữa ở Manchester United và sau đó hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Theo tờ Daily Telegraph của Anh, MU đang tìm cầu thủ thay thế cho Pogba, người sẽ đáo hạn hợp đồng với Quỷ Đỏ vào hè năm sau. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy tiền vệ người Pháp sẽ gia hạn hợp đồng với MU, do vậy đội chủ sân Old Trafford đã gấp rút tìm người thay thế anh. MU được cho là sẽ tìm một tiền vệ có đẳng cấp quốc tế, nhưng đó sẽ không phải là ngôi sao lớn như Pogba. Những cái tên như là Boubacar Kamara của Marseille, John McGinn của Aston Villa, Amadou Haidara và Christopher Kunku đều được liên hệ gia nhập MU. Pogba đã tỏa sáng ở đầu mùa giải này dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Solskjaer. Trong 4 vòng đầu của Premier League mùa này, Pogba đã thực hiện 7 pha kiến tạo. Tuy nhiên sau đó, phong độ của Pogba đã giảm sút trước khi anh dính chấn thương gân khoeo vào tháng 10 năm nay. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, mới đây chủ tịch Barca Juan Laporta đã có cuộc gặp mặt Mino Raiola, người đại diện của Haaland và Pogba tại một khách sạn ở Italia. Được biết, đội chủ sân Nou Camp vẫn chưa từ bỏ ý định chiêu mộ bộ đôi ngôi sao nói trên. Theo BBC, Manchester United đã đưa tiền vệ Luis Diaz của Porto vào tầm ngắm. Ngôi sao 24 tuổi được giới chuyên môn đánh giá cao bởi sự đa năng cũng như kỹ thuật điều luyện. Hiện tại Diaz đang được định giá vào khoảng 25 triệu euro và bên cạnh MU, Liverpool cũng đang quan tâm cầu thủ này. Theo thông báo của huấn luyện viên Thang Chang-ho, đội tuyển Malaysia đang gặp khủng hoảng chấn thương ở hàng thủ. Đội tuyển nước này sẽ bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng AFF Cup 2021 trước Indonesia vào ngày 19 tháng 12 mà không có hai trung vệ là Adin Zafran và Zarul Saz. Cặp trung vệ hàng đầu của Malaysia tại AFF Cup 2021 đều dính chấn thương gân khoeo ở trận đấu gặp Việt Nam. Trong đó, Adin Zufran rời sân trong hiệp 1, còn Zarul Saz rời sân ở hiệp 2. Huấn luyện viên Thang Chang-ho xác nhận cả hai sẽ không kịp bình phục cho trận gặp Indonesia. Lúc này, huấn luyện viên Thang Chang-ho đang kỳ vọng Dominic Tan và Dion Kun sẽ lấp chỗ trống mà Adin Zufran và Zarul Saz để lại. Trong đó, Dion Kun vẫn chưa có mặt ở Singapore mà phải tới ngày 16 tháng 12 anh mới trở lại đội tuyển. Theo huấn luyện viên Thang Chang-ho, Dion Kun sẽ không bị cách ly và có thể ra sân ngay cho tuyển Malaysia. Trung vệ trẻ Ankan Basgos phải cách ly ngay trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam khiến Liên đoàn bóng đá Indonesia rất bức xúc. Lý do là bởi Ankan Basgos đến Singapore từ ngày 8 tháng 12 và đã sinh hoạt tập luyện cùng đội tuyển Indonesia đá trận gặp Lào. Mới đây, một hành khách đi cùng chuyến bay trung vệ này từ Anh sang Singapore được thông báo có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Nước chủ nhà Singapore hôm qua đã thông báo với đội tuyển Indonesia yêu cầu Ankan Basgos phải cách ly tại khách sạn từ 4 đến 5 ngày, đồng nghĩa với việc không thể góp mặt trong trận đấu quan trọng gặp đội tuyển Việt Nam. Trận đấu giữa Indonesia và đội tuyển Việt Nam diễn ra vào lúc 20h30, tức là lúc 19h30 theo giờ Việt Nam, nên việc khiếu nại có được chấp thuận hay không sẽ có quyết định cuối cùng trước giờ thi đấu. Bản tin bóng đá trưa ngày 15 tháng 12 đến đây kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bóng đá kết nối niềm đam mê túc cầu.